Dạ vâng, xin bánh chào quý vị khán giả. Nam Bộ sẽ có mưa nhiều do đợi gió Tây Nam hoạt động mạnh, cùng với lại triều cường giữa tháng 8 âm lịch lên cao sẽ gây ngập úng đấy ạ. Dự báo đỉnh triều sẽ xuất hiện vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 9. Cụ thể, tại trạm Mỹ Thuận, triều cường sẽ cao có thể từ 1m95 cho đến 2m, cao hơn mức báo động 3 khoảng là 15 cho đến 20cm. Tại trạm Cần Thơ, mức triều sẽ lên cao 2m cho đến 2 m 5, sấp xỉ hoặc là cao hơn mức báo động 3 khoảng là 5 cm, có thể trạm gần hào sắp xỉ mức báo động 3. Gió mùa tây nam hoạt động mạnh tiếp tục gây mưa cho nhiều nơi ở Nam Bộ, có những điểm sẽ có mưa to chính là những vùng nằm trong khu vực có màu xanh lá cây như thế này. Thời điểm mưa lớn sẽ tập trung sau khoảng 13 giờ chiều. Mưa lớn kết hợp với lại triều cường dâng cao còn có thể gây ngập úng khu vực trũng thấp, ven sông hay là các khu đô thị. Trước khi có mưa thì từ sáng cho đến trưa mai, Nam Bộ vẫn sẽ có những khoảng nắng, mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác, phổ biến trong khoảng 29 cho đến 31 độ C. Đối với lại Phú Quốc dự báo đêm nay có lúc có mưa, tuy nhiên không đáng kể, trời mát với mức nhiệt 25 độ C. Ngày mai mưa cũng xuất hiện về chiều có lúc có mưa vừa mưa to, dễ đi kèm theo dòng xét. Trước đó, trời có những khoảng nắng mây đang xen với mức nhiệt rất cao nhất trong ngày là 29 độ C. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, quanh Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, dự báo đêm nay ngày mai vẫn sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, gió mạnh hơn, ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động.